Đây là bài tập delay 100 giây sử dụng timer 1. Đầu tiên khởi tạo, khai báo thư viện, sử dụng timer 1, chương trình con delay 100 giây, 100 giây. Chúng ta sử dụng timer 1 dùng xung đổi với bộ chữ trước là 8. Để tính ra được bộ chữ trước là 8 thì chúng ta sẽ tính có tần số là 20 MHz định của bit 16F887, chia cho 4 vòng là 5 MHz. Thì thời gian chu kỳ sẽ là 1/5, sẽ là 0,2 giây. Hệ số cho bộ chi trước sẽ có công thức là bé hơn bằng 100.000 chia cho 0,2 × 6,5536. 6,5536 được tính là do chúng ta sử dụng timer 1 16 bit, sẽ là 2116. Chúng ta sẽ ra được 7,629. Thì chọn bộ chi trước là 8. Chúng ta sẽ có bộ chi trước là 8 ở đây. Rồi tiếp tục chúng ta cho timer 1 bắt đầu từ 0 chạy tới 662.499. Khai báo rồi chân led ở chân xe không, ở chân xe không cho led sáng lên sáng trong vòng 100 giây, rồi led tắt trong vòng 1 giây, 1 giây lặp lại.